Hồng Cổ Sapa. Vâng, chào mừng các anh chị và các bạn trở lại với kênh S Garden. Tôi đang đứng tại vườn hồng có địa chỉ tại cụm 4 Đích Giang, Phúc Thọ, Hà Nội. Nơi đây có rất nhiều các loại hoa hồng cổ như hồng cổ Sapa, vân khôi, bạch xếp, bạch ho, bạch đào. Hiện tại trước mắt các anh chị và các bạn là cây hồng cổ Sapa. Thân chi rất là đẹp, thân rất thẳng. Đây là thân của cây hồng cổ Sapa. Nó là rất là thẳng. Chiều cao của thân là 80 phân, 8 đến 90 phân nhé. Gần 1 mét. Thoát thân gần 1 mét. Sau đấy là tán đều. Tán của nó đây. Chiều cao của cây tính từ đáy chậu khoảng 2,5 mét. Hoa rất là đậm. Bông hoa rất đậm nhé. Bông hoa hồng cổ Sapa rất đậm. Hiện tại thì cây này đang bắt đầu có hoa nở. Bắt đầu có hoa nở. Còn rất nhiều nụ các bạn ạ. Cây này thì chắc chắn là sẽ nở vào dịp Tết. Tại vì còn rất là nhiều nụ. Tán rất là đều. Cây lá rất là xanh mà hoa rất là đậm nhé. Thân thẳng, đẹp, tán đều. Mình đang quay ở 4 vị trí, 4 góc quay khác nhau để mọi người cảm nhận cái cây hồng Sapa này. Đây, màu sắc của hoa. Màu sắc rất đậm đà. Đấy. Đấy, xải tay này. Hồng cổ Sapa là một trong những giống hồng cổ liệt vào danh sách là những giống hồng cổ đẹp nhất hiện nay và rất nhiều người yêu thích và lựa chọn để trồng làm cảnh. Hiện tại thì ở nhà vườn cây công hồng cổ Sapa như này thì có giá dao động khoảng hơn 2 triệu cho đến 3 triệu đồng tùy vào từng cây. Vì vậy quý khách nếu mà có nhu cầu thì hãy liên hệ với nhà vườn. Lát nữa mình sẽ để lại địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ nhà vườn để các bạn có thể liên lạc trực tiếp với nhà vườn theo địa chỉ và số điện thoại. Rồi, rất là cảm ơn các anh chị và các bạn đã xem video của mình giới thiệu về cây hồng cổ Sapa thân chi và báo giá cây hoa hồng cổ Sapa này. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn ở trong những video tiếp theo. Tạm biệt.